Nhu cầu tiếp theo đấy là nhu cầu về thẩm mỹ. Nhu cầu về thẩm mỹ tức là đầu tiên là người ta là muốn là bản thân mình đẹp, sau đấy là mọi thứ xung quanh mình đều phải đẹp. Chứ là lúc đầu chưa có tiền thì đi cái xe 500-700 thôi, sau khi có tiền thì đổi lên xe 1 tỷ 2 tỷ cho nó đẹp hơn. Ở nhà cũng thế, nhà lúc đầu là nhỏ nhỏ thôi, có thể là chung cư 2-3 tỷ thôi, nhưng mà về sau là phải 5-7 tỷ, phải duplex cơ, phải penthouse cơ. Thì con người ta luôn có cái nhu cầu là mình đẹp lên và mọi người xung quanh đẹp lên. Đấy, người ta có cái câu là bạn bè là trang sức của nhau ấy, hay là vợ chồng là trang sức của nhau ấy. Thì đấy nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu thẩm mỹ này. Đấy nên là anh em ở đây, mà đặc biệt là những người có gia đình rồi ấy, thì nhớ là mình là trang sức của vợ của chồng, hay là vợ mình cũng là trang sức của mình. Nên là làm sao để cho họ đẹp hơn hay bản thân mình cũng phải đẹp hơn. Nếu nhiều chị thì cứ kiếm được bao nhiêu tiền thì vào chứng khoán hết, xong thì toàn đi mua mấy cái đồ 200-300 nghìn để mặc thôi, tìm sale tìm đồ giảm giá mặc thôi, thì nó làm tụt cái cảm xúc của người đối diện. Anh em nhớ là dù là ai thì cũng có nhu cầu về thẩm mỹ, người ta cũng thích là mọi thứ xung quanh mình đẹp.